Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Miến Điện trước đây đã từng có các trường đại học tốt nhất vùng Đông Á, nhưng sau nhiều năm điều hành sai lầm và gặp chính sách quốc hữu hóa tai hại, hệ thống giáo dục này suy sụp tệ hại đến độ những sinh viên có điều kiện phải rời đất nước để có một cơ hội giáo dục khá hơn. Nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã đặt vấn đề này thành một ưu tiên kể từ khi bà được bầu vào quốc hội, là phục hồi niềm danh tiếng cũ cho các trường đại học Miến Điện. Sau đây là một vài nét về hệ thống giáo dục đại học Miến Điện hiện nay. Những sinh viên Miến Điện này đang tham dự một hội chợ đại học Hoa Kỳ tại Rangoon, hy vọng sẽ du học ở Mỹ. Những cải tổ chính trị mới đây đã giúp Miến Điện tránh được các biện pháp trừng phạt. Nhờ vậy, loại sự kiện như hội chợ này mới được tổ chức lần đầu tiên. Đại sứ Hoa Kỳ Derek Mitchell nói rằng, ông hy vọng sinh viên Miến Điện có thể tới Hoa Kỳ để nhận được một nền giáo dục tốt. Nhưng mặt khác, hệ thống giáo dục tại Miến Điện cũng có nhu cầu cải tiến. Điều quan trọng nhất là giáo dục phải do chính người Miến Điện thực hiện. Vì thực ra, khi nói đến đại học, có nhiều thứ xảy ra trước khi lên đại học. Nào là giáo dục tiểu học, trung học, tất cả mọi thứ phải xảy ra ngay tại đất nước này. Khi các trường đại học bị quốc hữu hóa năm 1964, chính phủ kiểm soát chương trình giảng dạy, có nghĩa là những đề tài như lịch sử và chính trị là những môn bị cấm kỵ. Kể từ khi có cải tổ, đã có đề nghị mở ra những lớp để thảo luận các vấn đề nhạy cảm, ví dụ như lịch sử các cuộc xung đột vì lý do sắc tộc tại Miến Điện. Cô May Nian Chan đang theo học một lớp lịch sử do một trung tâm thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ điều hành và giảng dạy. Trước đây, tôi không nghĩ là có thể học môn này vì nó bị coi là bất hợp pháp. Tôi chưa từng tham gia một buổi sinh hoạt dã ngoại như thế này. Trường đại học là nơi xuất phát các cuộc nổi dậy của sinh viên xảy ra tùy theo giai đoạn trong vòng 50 năm vừa qua. Chính phủ đã đóng cửa các trường đại học để sinh viên tránh xa những việc có thể gây ra phiền phức cho chính quyền. Thanh Luyên, sinh viên cao học của trường đại học Rangoon, bây giờ lập ra một ủy ban có mục đích đưa ra những khuyến cáo cho quốc hội về chính sách giáo dục mới. Anh nói rằng chính phủ cần có một sự thay đổi căn bản trong thái độ đối với trường học và đối với giáo dục. Anh nói thêm rằng cần phải có thời gian để xóa bỏ những tổn hại do các chính phủ trước gây ra. Sinh viên phải được phép lập ra những hội tự do và độc lập. Đại biểu của sinh viên phải được tham gia cơ quan điều hành trường đại học. Trường đại học phải là nơi để chỉ trích đường lối của chính phủ. Trong khi chờ đợi thì những sinh viên hy vọng tiếp tục theo đuổi học tập, vẫn còn muốn đi học ở nước ngoài.